Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải tiếp tục Và bây giờ chúng ta cùng xem xét đồ của cầu thủ gà con Thì cầu thủ gà con này Khải cũng đã sau cho anh em xem trên live rồi Mà cách đây cũng hơn một tháng trước Thì bây giờ chúng ta cùng xem thử gà con ngày hôm nay có gồm những vật phẩm như thế nào Ngày hôm nay gà con cái mình top 2 tổng kim nha anh em ơi Top 2 tổng kim Top 2 Tông kim với 101k điểm và 336 mạng Và giết 5 nửa sơ và tử vong 48 lần Và liên chạm 21 Ngày hôm nay thì gà con đánh cũng khá là chắc rồi Với top 2 tổng kim ngày hôm nay Uh, đó rồi anh em cùng xem sơ qua hiện tại với uh, một uh, gà con con lông đao như thế này chúng ta đã biết thì hiện tại con đao gà con đang sử hữu một cái đao mắt mắt pin hoàn toàn một cái đao xương tinh mắt đầu hoàn toàn và cái đao này đầu sẽ vờ thì gà con mua giá tầm khoảng 30 triệu quay đầu nha em ơi 30 triệu quay đầu giá chính xác như thế nào khả cho biết mà khoảng 30 triệu quay đầu và tiếp tục sở hữu mình một set uh, ăn ban hồng mỹ giá trị kháng cả 18 nhẫn 30 nhẫn 30 và một ngọc bội uh, kháng cảnh năm Cắn độc 30, Ngập bội đeo đầu server hơn 10 triệu nha anh em. Ngọc bọ đeo đầu hơn server hơn 10 triệu nha, cực phẩm luôn nha anh em. Hoàn mỹ cực phẩm mắt đọc hoàn toàn. Ngập bội đeo hơn 10 triệu ấy. Sở hữu một con bông tiêu khảo nghiệm cao thủ gà con. Có một vòng sáng kỹ năng một cấp. Con bông tiêu này vòng sáng khoảng tầm 5 triệu quay đầu nha mọi người. Ở server này khoảng tầm 5 triệu quay đầu tại vì có vòng sáng khá là đẹp. Rồi, cái đao này hơn cho 30 triệu này 35. Sẽ ra ngọc bội này khoảng 10 triệu là 45. Và còn còn những món giá tiền này biết không không biết bao nhiêu. Nhưng mà đỡ mà tổng sẽ đồng ba này khả nghĩ là cho khoảng 10, 10 14 triệu đi khoảng 14 triệu 15 triệu đó sẽ đồng ban như thế nào đó tổng thể sẽ đồng ban này khả nghĩ khoảng 15 triệu quay đâu nói chung là 15 20 50 50 triệu rồi tiếp tục là một đài lưng một đài lưng xương tinh à, đài lưng minh đài lưng này có thể nói là đài lưng minh này mà minh min option có những mình được phòng thủ và dân chậm 47 và chóng 30 chóng còn minh luôn đài lưng này đầu server vờ thì gà con ép còn trên dưới cũng tầm chục triệu nữa mà nhưng mà tầm này rẻ rồi tầm này khoảng tầm 5 triệu là anh em có thể ép được một đài lưng như thế này rồi đó một áo nhu tình cực phẩm 200 sinh lực thì nên có một cấp một cái tay tím mắt ộp 2540 chó kháng nhỏ một nón phục thủ lý làm chậm 2540 một đai lưng uh, phục thủ lý làm chậm sân tinh này một đôi giày phục thủ lý làm chậm tính ra lượng phục thủ thì khá đẹp lượng làm chậm lên đến 120 120 làm chậm và có cho mình 70 làm, 70 làm chó nha mọi người 70 làm chó nha nè rồi, với kỹ năng cũng có chúng ta nhìn sơ qua một cái năng cũng có từ mặt nạ này hai cái năng cũng có từ phi phong này ba cái năng cũng có từ áo này kèm với càng khô 2 cấp là 5 nè. Là acc này đang có 5 cái răng vuông có mọi người, 5 cái răng vuông có. 5 cái răng vuông có là skill Zenith uh, sẽ có là 25. Còn cái down này thì mắt ở phòng toàn thì uh, với sư ngầu công luôn thì acc này sẽ có chống phái là 20 38 nha anh em. Chống sẽ là 38. Đó. Nói chung là một set đồ khá đẹp anh em ơi. Nhìn sợ tổng whatsoever set đồ này, cũng trên dưới triệu này trên dưới 50 triệu anh em, trên dưới 50 triệu nha anh em. sự một set đồ quá đẹp nói chung một con lô mà với năm kỹ năng cũng có như này thì khả nghĩ chém nhất cái rồi rồi không gì đỡ bàn luôn á không gì đỡ chơi đúng không mọi người rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ gà con một like và chia sẻ ủng hộ cho em ơi ngày hôm nay thì gà con thì anh em đã thấy thì những trận tống kim trước thì gà con auto tấm một anh em có vẻ như tầm này thì bà đông sa nhỉnh hơn ở cái bao tây thiên quang nữa Bảo đông sa được phun đồ hồng kim phái rồi và vừa rồi là có thêm bao tây thiên quang ba cấp kỹ năng chín ít nữa nên là có vẻ như bà đông sa bây giờ có thể nói là đồ mạnh hơn gà con khá nhiều Tự rằng mặt đường môn mà đồ quá mạnh nên là đâu ra ao chân rồi đánh lên đến 128 k điểm quá dữ bữa nào khải sẽ có dịp khải sau đồ cao thủ uh, gà ba đơn xa cho anh em xem đúng rồi bây giờ còn viết không đâu mà rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ gà con một trong những cao thủ của cô long đao có thể nói là no một server với hạng năm server nha anh em cô long đao này chắc là top một hay top hai ở đó rồi uh, anh em xem like đừng quên cho video này gà con một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha chưa nói là gà con có thêm người ấn khăn lôi 25 nữa anh em ơi, ấn này hơn 2 triệu nữa nha anh em. Nói chung là set đồ này trên dưới phải tổng gần 60 triệu anh em ơi, càng nghi với tầm 60 triệu quay đầu á, gà con trong cao thủ cũng đầu tư khá dữ. Hơn 60 triệu đó anh em. Rồi. Ok anh em và đừng quên like chia sẻ mạnh, like chia sẻ mạnh ủng hộ gà con nha. Ngày hôm nay thì khả năng chưa được top 10 nha anh em ơi. Cố gắng hết sức rồi anh em ạ.